Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Cường Hàng Thùng và mình lại là Trà My. Hôm nay tiếp tục bọn mình sẽ lên cho mọi người thêm một clip nữa về áo gió và giá của chúng ta vẫn là 400.000 cho một sản phẩm và vẫn bao check, bao ship, bao kiểm hàng và mọi người nhớ là từ giờ trở đi từ 1 tháng 10 ạ. Tất cả đơn hàng của chúng ta sẽ cọc 50.000 để đi đơn nhá. Và 50.000 đấy thì mọi người sẽ được trừ thẳng trực tiếp vào đơn hàng. Và ngay bây giờ đây, hôm nay chúng ta sẽ có mã áo gió là mã M, từ M1 đến M1 bao nhiêu? M1 đến M50 và giá của chúng ta là 400.000 mọi người nhé. Bao ship, bao check, bao kiểm hàng như lúc đầu mình đã nói ạ. Và ngay bây giờ đây chúng mình sẽ vào luôn với clip áo gió của ngày hôm nay nhé. Và để mọi người không phải chờ đợi lâu với clip áo gió ở ngày hôm nay nữa thì ngay bây giờ đây chúng mình sẽ vào luôn với mã là mã M1 nhé. M1 mã đầu tiên chúng mình sẽ có một em đến với nhà Puma và form size chúng ta có sẽ là form size L này. Với mã là mã M1 nhé mọi người. Em này chỉ có mũ và có thể tháo rời mũ giúp mình nha. Rộng vai 44, dài 67 và rộng bụng là 55. Em này dưới giúp mình 1m65 thôi ạ và dưới giúp mình 65 cân. Phối hai màu sắc rất đẹp mọi người nhé. Áo gió hai lớp của nhà Puma. Bao check, bao kiểm cho mọi người luôn nhé. Độ mới thì khỏi phải bàn ạ. Đây, đến cái những phần tay áo sẽ là cái phần dễ bị sờn nhất. Thì em này còn nguyên ạ. Không hề có dấu hiệu bị sờn rách nhé. Bao độ mới cho mọi người nhé. Trên 95% về độ mới ạ. Với mã là mã M1. Phần tag này Puma M1, M2 đi ạ. M2 chúng ta sẽ có một em đến với New Balance này. Form size 90, tương ứng với form size S. Đây, tiếp tục là áo gió của nhà New Balance, em là tiếp tục lại là áo gió hai lớp nhé, phải em là không có mũ ạ. Rộng vai 42, dài 62 và rộng bụng 42, form size S nên là chỉ dưới 1m60 và dưới mình 60 cân thôi. New Balance cũng là một thương hiệu là áo gió rất là nổi tiếng đấy. Đây, dưới 1m60 và dưới mình 60 cân nhá. Em này thì có cả phần túi đằng sau đựng được đồ nha mọi người. M2 giúp mình ạ, mặt sau này. M3 đi ạ. M3 chúng mình sẽ đến với Fila. Em này thì không phải là áo gió mà chất của em ấy sẽ là kiểu dạng chất khoác đũi của Fila. Đây, em này thì make in Italia này. Và form size chúng ta có sẽ là form size 100. Mã L M3 nhá. Rộng vai 51, dài 72 và rộng bụng 59. Em này dưới giúp mình 1m70 và dưới giúp mình 70 cân. Chất của em này sẽ là chất đũi nha mọi người chứ không phải là chất gió. Em đến từ nhà Fila. Em này thì sẽ là thuộc vào Fila dòng gốc nhá. Đây, Fila dòng gốc. Đây là khóa của em đây này. Với mã là mã M3. Mặt sau này. Con này thì form lịch sự phù hợp với các chú, các bác lớn tuổi. M4. M4 chúng mình sẽ đến với một em nhìn quen thế nhỉ. Mọi người đợi mình xíu nha. Zip. Với em đến từ nhà Zip này. Với mã là mã M4. Đây ạ. M4 em này thì phần tag của em ấy đang hơi bị ố một chút xíu nhá. Ngoài phần tag ra thì cả con áo rất là mới. Có mũ và không tháo rời được mũ. Em này sẽ là áo gió một lớp nha mọi người. Với mã là mã M4. Vai là 56, chiều dài là 66 và bụng sẽ là 64. Em này dưới 1m65 nha. Và dưới 65 cân. Một em đến gió. Áo gió một lớp đến từ nhà Zip. Những em áo gió một lớp này thì phù hợp mặc với những cái mùa hơi xe lạnh thôi. Mưa nhẹ cũng có thể mặc được. Với mã là mã M4. M5 giúp mình. M5 chúng mình có một em tiếp theo đến với Fila tiếp ạ. Form size 100 này. Và tiếp tục sẽ là áo gió một lớp của Fila nhá. Với mã là mã M5. Có mũ đi kèm và không tháo rời được mũ nhá. Rộng vai 44, dài 65 và rộng bụng 52. Dưới 1m65 giúp mình và dưới 65 cân này. Em M5 giúp mình. Dưới 1m65 và dưới 65 cân. Với mã là mã M5 Fila một lớp ạ. Dòng Fila này thì làm quần áo rất là chỉnh chu. Nó sẽ thuộc vào dòng thể thao. Đây, tắc này, đi kèm này, mới cứng cho mọi người nhá. Tiếp, M6. M6 chúng mình sẽ đến với lại cái này là của gì nhỉ? Mọi người đợi mình xíu. Em này lạ thế. Đợi mình xem phần tắc nhá. Xem là em ấy sẽ của cái gì ạ. Em này là... không là em này không có phần tag dưới luôn. Đây. Phần tag của em ấy đây. Với mã là mã M6 giúp mình này.
tắc dưới em này không có, nhưng mà độ mới của em này rất là cao, có mũ đi kèm và không tháo được mũ. Em này thì chất cũng khá là dày đấy, mặc mùa đông sẽ phù hợp hơn. Rộng vai 44, dài 67 và rộng bụng 52, dưới 1m65 giúp mình này, và dưới mình 65 cân. Dưới giúp mình 1m65 và dưới giúp mình 65 cân ạ. Độ mới em này 98% cho mọi người nhé. Không hề có một tí gì gọi là dấu hiệu đã qua sử dụng luôn đấy. Mới lắm. Tiếp. 7. Tiếp theo với mã là mã M7, chúng mình sẽ có một em đến với nhà The North Face này. Form size chúng ta có sẽ là form size 105 và em này thì sẽ là màu kiểu màu vàng kem ấy. Em này có mũ và có thể tháo rời mũ nhá. Form khá nhỏ bởi vì rộng vai 37, dài 61 và rộng bụng 42, dưới 1m60 thôi nhá. Và dưới mình 60 cân này. The North Face. Em con này thì mình nghĩ là các bạn nữ mặc sẽ ok hơn. Dưới 1m60 và dưới 60 cân nhá. Với mã là mã M7 The North Face giúp mình. Em này thì chất liệu sẽ không phải là gió mà nó sẽ thiên về nỉ và đũi nhiều hơn. Bên trong cũng lót nỉ này. Em này thì không có phần tác dưới à? Em này không có, à có tác dưới nhá. Mình lại tưởng em không có phần tác dưới đây. Với mã là mã M7, M8. M8, chúng mình tiếp tục có một em tiếp theo đến với nhà Nice. Đây, form size 105 này. Với mã là mã M8 này. Rộng vai 50, dài 68 và rộng bụng 57. Em này dưới giúp mình 1m70 nhá. Và dưới giúp mình 70 cân. Em này thì không có mũ. Bên ngoài sẽ là nỉ, ở bên trong cũng là nỉ. Em này sẽ là áo khoác dạng nỉ, dày dặn nha mọi người. Mùa đông thì sẽ phù hợp hơn là cái mùa chưa bắt đầu lạnh như thế này. Với mã là mã M8. Em này phần logo sẽ được thêu full trên áo nhá. Đây, bên trong rất dày luôn mọi người. Tắc đi kèm này. M8 giúp mình. Phần bó chun ở tay này, còn nguyên nhá. M9 á. M9. Chúng ta sẽ có một em đến với LNCL form size 100 với mã M9. Thương hiệu này làm quần áo cực kỳ basic và cực kỳ đẹp nhá. Mình có một quần áo của thương hiệu này rất là ok, chất lượng rất là tốt. Rộng vai 54, chiều dài 68 và rộng bụng 58. Dưới 1m70 nhá, và dưới mình 70 cân. Dưới 1m70 và dưới 70 cân, em này thì cũng phù hợp mặc vào mùa đông hơn là mùa hơi xe lạnh ạ. Bởi vì bên trong em sẽ được lót một lớp nỉ nhá. Với mã là mã M9 giúp mình này. M9. Em này thì thiết kế đơn giản, dành cho ai không thích quá nhiều màu sắc. Đây, tag đi kèm, ong 100% nhá. M10 đi ạ. Em M10, chúng mình sẽ đến với lại Fila form size 155. M10 này. Fila em này thì không có mũ nha mọi người. Rộng vai 40, dài 67 và rộng bụng 48. Em này dưới giúp mình 1m70 và dưới giúp mình 70 cân. Đây nha. Dưới 1m70 và dưới 70 cân, em này thì hai phối màu rất đẹp luôn. Fila. Mọi người nhìn quần áo này. Mới như thế này. Bao độ mới ạ. Đây phần tay áo đây. Rất mới nha. Với mã là mã M10 ạ. M10. Phần tag bên trong này. Em này thì có phần túi hộp đằng trước đây. QR check đầy đủ hết cho mọi người luôn. Đây nha. Phần túi hộp đằng trước này. Tạo kiểu dáng rất trẻ trung nhá. M10 giúp mình Fila này. 11 đi ạ. M11 chúng ta sẽ có một em áo gió đến từ Prestige and Cultures for sale này. Em này thì make in London. Một em áo gió màu trắng với mã M11. Có mũ ở phần mũ được giấu bên trong của áo nha mọi người. Vai 40 ạ, dài 68 và rộng bụng 53. Em này dưới 1m70 giúp mình đây. Và dưới 70 cân và em này sẽ là áo gió một lớp nhá. Dưới 1m70 và dưới giúp mình 70 cân với mã là mã M11, áo gió một lớp. Em này bao độ trắng luôn, trắng là trắng tinh, không một vết bẩn nhá mọi người. M11 nhá. M12. M12 ạ, chúng ta sẽ đến với lại một em form bomber của nhà Kappa. Và form size chúng ta có sẽ là form size L này. Với mã M12 Kappa. Em này thuộc vào form bomber nhá. Rộng vai 47, dài 62 và rộng bụng 51. Dưới giúp mình 1m65 này. Và dưới giúp mình 65 cân. Con này vừa mới vừa đẹp mọi người. Dưới 1m65 và dưới giúp mình 65 cân. Rất mới và rất đẹp. Kappa thì không có gì để che rồi. Đây M12 giúp mình. Mới như thế này. Được chưa ạ? Tác này. Kappa. M13 đi ạ.
M13. Mình sẽ đến với một con áo của Cologne Sport này, form size 115. Những dòng áo của dòng Gore-Tex ấy, thường nó sẽ là Cologne Sport với một số dòng khác nữa, thì chất lượng áo thì nó sẽ gần như là như nhau nhé mọi người. Với mã M13 em này thì không có mũ nha. Vai rộng 55, chiều dài 71 và rộng bụng 63, dưới 1m70 giúp mình này. Và dưới giúp mình 70 cân, em này cũng phù hợp mặc với mùa đông hơn, bởi vì bên trong em rất là dày dặn nhá. M13 Cologne Sport ạ. Đây, phần tay tác nghe. Thường thì những một số quần áo nó sẽ không có phần, người ta sẽ không làm phần tác dưới, chứ không phải là bị cắt đâu. Đây, Cologne. Với mã M13, 14 ạ. M14 tiếp tục, chúng ta sẽ có một em phối hai màu sắc đến với Black da này, form size 105. Với mã M14 nha. Em này có mũ và phần mũ được giấu trong cổ áo á. Tiếp tục áo gió hai lớp, rộng vai 55, dài 70 và rộng bụng 52, nhưng mà em này form to, phải dưới 1m75 và dưới mình 75 cân. Dưới 1m75 và dưới mình 75 cân cho em này nhá. Độ mới cứng luôn, hai phối màu này thì rất là trung tính, các chú lớn tuổi vẫn có thể mặc được. Với mã là mã M14 á. Đây nha. Em này cũng phù hợp mặc mùa đông hơn. Tay áo này. Tiếp M15. M15 chúng mình sẽ đến với lại em đến từ Giga Gop, form size 100. Áo gió dòng Gop. Với mã M15. Rộng vai 51, dài 67 và rộng bụng 57. Em này dưới 1m70 và dưới giúp mình 70 cân này. Dưới 1m70 ạ, và dưới giúp mình 70 cân cho em này. Với mã là mã M15. Những con áo dòng Gop thì thường là những dòng cực kỳ cao cấp. Em này thì sẽ sử dụng chất liệu vải là Climaroup, một chất liệu vải mà Adidas sử dụng rất nhiều trên những con áo gió của họ nhé. Vải gió bóng. Em này thì không có phần tác trong ạ. Nhiều hãng nó sẽ không làm phần tác trong, chứ không phải là gió bị cắt hay như nào nhé. Tiếp. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với Nike. Với mã M16. Em này thì Make in China, form size chúng ta có sẽ là form size S này. Nike. Với mã M16 ạ. Rộng vai 42, dài 60 và rộng bụng 44, dưới 1m60 nhé mọi người. Và dưới 60 cân. Dưới 1m60 và dưới 60 cân của Nike M16. Con này đẹp. Con này rất đẹp, nhưng mà form, chỉ tiếc là form nó hơi nhỏ. Các chú các bác thì không mặc vừa con này, nếu mà nhỏ người thật sự. Này dành cho các chị thôi. Đây tác đi kèm này. Tiếp theo 17 đi ạ. M17. Màu là kiểu là màu tím mận, đỏ mận. Em này sẽ đến từ nhà Columbia, cũng là một dòng áo của nhà Gore-Tex tiếp nhá. Đây, Columbia form size S, và em này là quần nữ nha mọi người. Với mã là mã M17. Rộng vai 48, dài 66 và rộng 48. Em này cũng chỉ dưới giúp mình 1m65 thôi. Và dưới 65 cân này, con này mới thế mà màu rất đẹp nhá. Dưới 1m65 và dưới 65 cân giúp mình cho em lại. Columbia, em này thì dành cho các chị. Với mã M17 giúp mình nhá. Columbia 18. M18. Chúng mình sẽ đến với lại ui, con áo gió này dày thật đấy. Adidas mọi người ơi, form size 100 này. Em này thì phần tác em ấy bị hơi bị chóc một xíu rồi, không vấn đề gì. Adidas nha, form size 100, có mũ và phần mũ được giấu trong cổ áo rồi nha. M18 này, rộng vai 50, dài 68 và rộng bụng 55, dưới 1m70 nhá. Và dưới mình 70 cân, nhưng mà em này mặc mùa đông thôi. Cực kỳ dày và cực kỳ nặng. Đây, M18. Màu này sẽ là màu xám xi măng đậm. Đây, M18 nhé. Dưới 1m70 và dưới mình 70 cân, Adidas. Cho mọi người xem luôn phần tác dưới của Adidas này. Con này dày dã man này. Phần tác giá của em ấy còn nguyên này. Mọi người nhìn thấy không ạ? Mã check các thứ đầy đủ hết nhá. Với mã M18, 19 này. M19 tiếp tục là một em áo gió màu trắng tiếp. Em này sẽ đến từ nhà Giordano, form size S này. Giordano nhá. Form size S với mã M19. Có mũ ở phần mũ được giấu trong quả áo nha mọi người. Và em này sẽ là áo gió một lớp của nhà Giordano này. Rộng vai 52, dài 65 và rộng bụng 57. Em này cũng chỉ dưới giúp mình 1m65 thôi. Và dưới giúp mình 65 cân, áo gió một lớp của Giordano.
Những cái con một lớp này thì mọi người mặc mua bây giờ mặc là được ạ. M19 giúp mình. Jordano 20. M20 chúng mình sẽ đến với lại MLB à. Chuẩn luôn mọi người, một em đến từ nhà MLB. Em này chắc là em này form size kid. Đây, em này là form size kid nhá. Mọi người có thể mua cho con. Form size 11 tuổi. Form size 145. Với mã là mã M20 này, rộng vai 40, dài 57 và rộng bụng là 43. Em này chỉ dưới 1m55 thôi và dưới 55 cân. Mọi người có con tầm độ tuổi này thì có thể mua cho con mình vì độ mới con áo cũng rất là cao. Với mã là M20 New York MLB. Áo gió hai lớp nha mọi người. Hai lớp mỏng vừa phải, không quá dày đâu ạ. Các cháu mặc mùa này là ok rồi. M20 giúp mình nhá. 21 đi. M21 tiếp tục là một em áo gió Uniqlo này của Made in Việt Nam, form size M. Màu xanh nhá, với mã M21. Có mũ đi kèm và không tháo rời. Thường thì những con áo gió một lớp ấy thì khó để tháo rời mũ lắm. Không tháo rời được, nhưng mà có một số con nó sẽ giấu vào trong cổ áo, nhưng mà Uniqlo thì thường nó sẽ không làm cái thiết kế như thế. Rộng vai 48, dài 65 và rộng bụng 51, dưới 1m65 giúp mình nhá. Và dưới mình 65 cân này. Uniqlo dưới 1m65 và dưới 65 cân ạ. Đây nha, mặt sau này. M21 ạ. 22. M22 chúng ta sẽ có một em đến từ gì? EXR Permation. Permation đây, form size 95. Với mã M22. Áo gió tiếp tục lại là một em áo gió màu trắng, nhưng mà em này sẽ là hai lớp. Dưới vai là 46, dài 64 và rộng bụng 50, dưới 1m65. Và dưới 65 cân này. Dưới 1m65 và dưới 65 cân, em này thì có được thiết kế phần túi đằng sau. Đựng gì cũng được nha mọi người. Với mã M22. Con này đẹp quá. Phần logo cao su thêu nhá. Tác trong ạ. Em này bao độ trắng cho mọi người luôn. 23. M23 chúng mình sẽ đến với Converse. Form size 150. Em này thì là bên trong sẽ lót nỉ nhá và chất liệu sẽ là Climaroop. Nó sẽ là màu gió bóng. Giống chất liệu của Adidas rất hay làm đấy. Form size 150 nhưng mà mình nghĩ là em này cũng form nhỏ. Rộng vai 46, dài 62 và rộng bụng 53, dưới 1m60 giúp mình thôi này. Và dưới giúp mình 60 cân. Dưới 1m60 và dưới giúp mình 60 cân ạ. Với mã là mã M23 giúp mình, mặt sau này mọi người. Đẹp thế. Logo Converse theo. Mọi người nhìn kỹ này, từng cái cúc áo full logo hãng luôn nha. Bo chun vẫn còn rất ngon này. Bên trong lót nỉ này, phần tác đi kèm. M23 nhá. 24. M24 ạ. Chúng mình sẽ có một em đến từ nhà Coway tiếp này. Form size 100. Tiếp tục là màu xám xi măng, xám đậm. Với mã M24, form size 100. Rộng vai 48, dài 69 và rộng bụng 59, dưới 1m70. Và dưới giúp mình 70 cân. Dưới 1m70 ạ, và dưới giúp mình 70 cân cho mã này. Với mã là mã M24. Coway. Áo gió hai lớp nha mọi người. 25 ạ. M25 chúng ta có gì đây? Một em đến với đến từ nhà gì? Nike mọi người ơi, em này đến từ Nike này. Em này make in India. Nhưng mà phần tag ở trên này em bị bay hết rồi. Với mã M25. Có mũ và không tháo rời được mũ nha. Em này sẽ là gió một lớp, nhưng một lớp sẽ là một lớp khá là dày dặn đấy, chứ không bị bỏng quá đâu. M25. Vai 46, dài 65 và rộng bụng 50. Em này dưới giúp mình 1m65 nhá. Và dưới giúp mình 65 cân của nhà Nike. Ôi, em này hay đấy. Em này mình nghĩ là để cho các bạn các chị mặc thôi, bởi vì đằng dưới nó sẽ kiểu tu như kiểu cái hình cái váy xòe ra ấy ạ. Khá là hay đấy. Với mã là mã M25 giúp mình nhá, Nike. Con này thiết kế rất là hay, rất điệu, dành cho các chị mặc thì sẽ ok hơn. M25 ạ. Này, để cho mọi người xem cái phần tác dưới con này. Đây. Này xô, ôi. 26 đi ạ. M26 chúng ta sẽ có một em áo gió một lớp. Màu này đẹp đấy. Em này sẽ đến từ
Jumping Over Stretch. Đây, về mã là mã M26. Áo gió một lớp nhưng mà vải em này sẽ là vải kiểu dạng và dằn di. Và màu chúng ta có sẽ là màu xanh rêu, một con màu rất là nhiều người săn đón luôn. Rộng vai 50, dài 68 và rộng bụng 58. Em này dưới 1m70 này và dưới 70 cân. Dưới 1m70 em này và dưới của mình 70 cân nhá. Với mã là mã M26 ạ. Mặt sau này cho mọi người xem. Không tháo rời được mũ nha. M26. Con này đẹp thế. Đây. Một lớp. Con này thì các chú đi ô tô khoác nhẹ bên ngoài cũng được. Con này thì không có phần tắc dưới nhé. Tiếp 27. M27 Tommy Hilfiger này. Đúng không? Chuẩn rồi. Rồi. Đây mọi người, Tommy. Lên bao nhiêu Tommy là hết bằng đấy luôn nhá. Em này có mũ nhưng mà phần mũ là giấu trong cổ áo á. Con này dày dặn, mặc mùa đông phù hợp này. Rộng vai 45, dài 66 và rộng bụng 51, dưới 1m65 và dưới mình 65 cân. Em này sẽ được thiết kế phần túi hộp, hai bên túi hộp đằng trước này, cực kỳ trẻ trung này và bên dưới sẽ thêm hai phần túi nữa nha. Tommy ạ, Hilfiger. Dưới 1m65 và dưới mình 65 cân phần bo tay này, mới lắm. Đây nha. Tommy, ai thích thì chốt đơn luôn giúp mình. Để lâu không còn đâu. Mọi người cứ phân vân xong là lúc sau hỏi lại không còn đấy. Đây, phần tác của Tommy đây mọi người. Tiếp. Tiếp theo ạ, chúng mình sẽ đến với một em áo một lớp tiếp. Em này của gì đây? Em này của Puma mọi người. Và form size chúng ta có rất là form size M này. Mã check đầy đủ hết cho mọi người luôn. Yên tâm luôn ạ. Áo gió một lớp của Puma. Rộng vai 44, dài 66 và rộng bụng 44, dưới 1m65 và dưới 65 cân. Dưới 1m65 và dưới 65 cân chúng mình cho em này. Em này chỉ khoác nhẹ thôi. Em này không quá dày đâu. Chất như kiểu chất của Uniqlo ấy. Với mã là mã M28 Puma M28 29. M29 ạ. Chúng mình sẽ có một em áo gilet. Chất của em này cũng không phải là gió mà em này sẽ thuộc dạng chất kaki của gilet Adidas Made in Korea form size 105 này. Rồi, mình giơ con này lên cho mọi người xem. Con này kiểu các chú mà kiểu ăn mặc trẻ trung một xíu, đi mô tô các thứ ấy, mặc con này nét luôn. Adidas gilet nhá. Dưới 1m65 và dưới mình 65 cân cho con này. Adidas này, mọi người nhìn này, nét chưa? Với mã là mã M29 nha, Made in Korea mặt sau này. Đẹp thế. Con này các chú mặc thì nhức nách. Adidas nha. Tiếp M30. Đúng rồi. M30 chúng mình sẽ đến với Asics form size 95. Em Asics này sẽ là Asics một lớp. Một lớp nhưng mà cũng khá dày dặn đấy. Rộng vai 45, dài 63 và rộng bụng 50, dưới 1m65 giúp mình nhá. Và dưới 65 cân. Dưới 1m65 ạ và dưới 65 cân với mã M30 Asics ạ. Mặt sau này. Ngon đấy nhỉ. Ui, không, con này không ổn rồi. Con này bỏ qua nhá, M30 bỏ qua, bị thủng rồi. Đây, M30 bỏ qua nhá, 31 đi. M31, chúng mình sẽ đến với lại Salang Jenger form size 90. Chất liệu gió bóng Climaroop này. M31. Rộng vai 46, dài 58 và rộng bụng 50, dưới giúp mình 1m60 cho em này đi ạ. Và dưới giúp mình 60 cân. Form này sẽ là form bomber nhá. Dưới 1m60 và dưới mình 60 cân. Với mã là mã M31 giúp mình nhá. 32 đúng rồi. Hai lớp. M32. Lô lạ thế. Nike tiếp này. Form size M Made in China này mọi người, một em Nike màu đỏ. Nike với mã M32. Tiếp tục lại là áo gió hai lớp của Nike, rộng vai 47, dài 68 và rộng 54, dưới 1m70 nhá. Dưới 70 cân này. Dưới 1m70 giúp mình và dưới 70 cân. Em này ngoài cái màu đỏ nó hơi rực rỡ một chút xíu ra thì con này ngon lắm, ai mà mặc được màu đỏ ấy thì đúng là con này cực kỳ ngon cho mọi người luôn. Đây, phần tác của Nike. Mã check các thứ đầy đủ cho mọi người luôn. Với mã là mã M32, phần mũ em này không tháo được đâu. M32 Nike. M33 đi. M33, chúng mình sẽ có một em đến tiếp tục lại là Nike. Em này thì Made in Indonesia. Và form size chúng ta có sẽ là form size S với mã là mã M33 này. Em này hai lớp nhá.
rộng vai 44, dài 63 và rộng bụng là 50, dưới 1m65 nhé, và dưới mình 65 cân này. Dưới 1m65 giúp mình và dưới 65 cân đến từ nhà Nike, hai lớp và không thể tháo rời mũ nha. Em là gì, form basic dễ mặc thôi. Và vẫn thế, vẫn theo chiêu tí thế, bao độ mới cho mọi người. Phần tag em này thì đây, nhưng phần tag này bị bay rồi. Tiếp. Tiếp. M34. Dicky mới in Việt Nam mọi người ơi. Mấy em Dicky hai lớp. Với em này thì phù hợp mặc với những mùa hơi xe xe lạnh hơn. Hồi lúc giờ mình đã lên cho mọi người một vài con Dicky cho mùa đông. Hôm nay mình sẽ lên cho mọi người một số thêm một số con Dicky nữa có thể mặc vào mùa hơi xe xe lạnh nhá. Với mã là mã M34, em này thì không tháo rời được mũ ạ. Rộng vai 53, dài 72 và bụng 56, em này dưới 1m75. Và dưới mình 75 cân. Dưới 1m75 và dưới 75 cân cho em Dicky này. Bao độ mới cho mọi người luôn. Nhìn này, nét dã man luôn ạ. Phần logo bên tay này. Cực kỳ nét. Dicky. Đây, tag của Dicky. Với mã M34 nhé. M35 đi ạ. M35 chúng mình sẽ có một con màu khá là nổi bật. Xanh neon. Lê cáp với mã M35. Sorry mọi người. Rộng vai 44, dài 63 và rộng bụng 48, dưới 1m65 và dưới 65 cân với lê cáp M35 ạ. Đây. Dưới 1m65 và dưới 65 cân mình nghĩ là màu này ai phải chịu chơi và ăn chơi lắm. Mới mặc được con màu đấy. M35 giúp mình lê cáp nha. Sao? Quả màu cháy khắt nẹt luôn. Mặc cái màu ra đường kéo không đụng hàng với ai. Đây ạ, tag này đầy đủ hết cho mọi người nhá. Tiếp, 36 đúng không ạ? M36, ui, màu này đẹp đây. Em này Adidas, xám xi măng này, form bomber, form size lò với mã M36. M36, hai lớp nha. Rộng vai 51, dài 67 và rộng bụng 58, dưới 1m70 và dưới mình 70 cân. Dưới 1m70 và dưới 70 cân với Adidas xám xi măng. Cực kỳ đẹp. Năm nay xám xi măng rất là trendy đấy. Này, tag này. Tiếp. Tiếp theo. Đến với Adidas tiếp. Rất nhiều Adidas. Con này thì phần tag em sẽ hơi bị bẩn rồi, trên phần cổ nó cũng hơi bị ố. Mọi người mua về cứ ngâm qua một lần thuốc tẩy giúp mình nhé. Với mã M37. Em này thì sẽ là áo khoác nỉ hai lớp. Rộng vai 53, dài 67 và rộng bụng 56, tiếp tục dưới 1m75. Mọi người, dưới 1m70 và dưới mình 70 cân. Dưới 1m70 và dưới 70 cân giúp mình cho em này. Với mã là mã M37 ạ, Adidas. Em này là áo nỉ nhá. Thôi, em này cũng bỏ qua. Mã 37 bỏ qua. Này ai lọc áo vậy? 37 bỏ qua nhá, em này bị thủng rồi. Tiếp. 38. 38 ạ. Nepa này mọi người. Nepa. Từ nãy giờ mà có một con Nepa đấy. M38. Đây. Nepa. Màu đỏ này. Em này thì có thể tháo rời mũ nha. Rộng vai là 43, dài 62 và rộng bụng 52. Dưới giúp mình 1m60. 1m60 thôi. Và dưới mình 60 cân. Đây. Dưới giúp mình 1m60 và dưới mình 60 cân cho em Nepa này. Chất liệu cực kỳ ngon cho mọi người luôn. Độ mới cao. Bao độ mới mà. Đây. Có gì đâu để che. Đây nha. Phần tag trong này. Tag trong của Nepa nó nhỏ xíu hả. Nepa. Tiếp Dũng ơi. Tiếp theo. Ôi, con này cũng đẹp chứ. Con này của gì đây? Zara. Mọi người đợi mình xíu để mình nhìn phần tag con này nó xem là của gì nhá. Ô, con này lại không có một tí tác nào này. Ô, con này không có tí tác nào luôn mọi người ạ. Mình vẫn dơ lên cho mọi người xem nhé. Đây. Mọi người nhìn màu sắc này, rất đẹp luôn. Với mã là mã M39. Rộng vai 42, dài 60 và rộng 46, dưới 1m60 thôi. Và dưới 60 cân. Mọi người nhìn màu sắc này. Bên em này là một em cực kỳ đặc biệt, có nghĩa là mặc được cả hai mặt. Ai mà thích nổi bật giống kiểu em màu xanh neon lúc nãy
thì mặc giúp mình cái mặt màu cam neon này. Mà không thích ấy, thì mặc giúp mình cái mặt ngoài này. Sẽ mặc được cả hai mặt cho mọi người nhá. Với mã là mã M39 ạ. Đây ạ, dưới 1m60 và dưới 60 cân giúp mình thôi ạ. Dưới 1m60 và dưới 60 cân nhá. Đây, em này có cả phần túi trong mà, nên là mọi người yên tâm. Mặc được cả hai mặt nên là sẽ sử dụng được cả hai mặt túi. M40 Dũng ơi. M40 ạ, chúng mình sẽ đến với lại Fit Jess Roy. Con size 95 này, M40. Có mũ và không tháo rời được mũ nha. Rộng vai 46, dài 66 và rộng bụng 53. Dưới giúp mình 1m70 và dưới giúp mình 70 cân. Dưới giúp mình 1m70 và dưới giúp mình 70 cân cho em này nhá. Với mã là mã M40. Em này thì cũng là một em khá là basic đơn giản, dành cho những ai dễ tính và không thích kiểu quá cầu kỳ. Đây phần tay áo đây, vẫn còn rất ngon này, hai lớp nha. Hơi xe lạnh thì cũng có thể mặc em này rồi, chứ không cần nhất thiết là phải mùa đông đâu. Em ấy cũng không quá dày đâu. Tiếp, M41 đi ạ. M41 order à? Không phải, mình đã cứ tưởng là order. Rebook không sai, 105. Của em đấy từ nhà Rebook này. Em này có mũ và có thể tháo rời được mũ. Với mã M41 này, hai lớp tiếp này. Rộng vai 52, dài 69 và rộng bụng 57. Dưới 1m70 và dưới 70 cân. Dưới 1m70 và dưới giúp mình 70 cân ạ. Rebook với mã là mã M41 nha. M41 form size 105. Em này cũng hơi xe lạnh là sẽ mặc được nha, không cần phải vào đông. Hai lớp nhưng mà hai lớp không quá dày, mỏng vừa phải ạ. Tiếp 42. M42. Em này của gì ấy? Fila. Ui, form size M này. Mọi người nhìn này, Fila. Có mũ và phần mũ được giấu bên trong phần cổ áo này nhá. Với mã là M42, con này đẹp thế nhỉ. Rộng vai 48, dài 66 và rộng bụng 60, dưới 1m70 này. Và dưới 70 cân. Dưới giúp mình 1m70 và dưới 70 cân, em này đẹp. Hàng ngon mọi người ạ. Với mã là mã M42 giúp mình này. Mặt sau này. Trời ơi. Ngoài cái việc là màu sắc em ấy cũng hơi nổi bật một tí, bởi vì là có kết hợp vào màu vàng, thì em này là một con hàng cực kỳ ngon. Đây, Park Fila với mã M42 nhá. Đẹp hết. M42 giúp mình. M43 đi ạ. Dũng ơi. M43, chúng mình sẽ đến với lại Chase Park. Đây, con này thì thật sự là dành cho mùa đông nhá, bởi vì khá là dày. Với mã M43. Có mũ và có thể tháo rời mũ nhá. Rộng vai 48, dài 75 và rộng bụng 57. Form to. Dưới 1m75 và dưới giúp mình 75 cân. Dưới 1m75 và dưới giúp mình 75 cân cho em chest pad này thì em này sẽ phù hợp mùa đông hơn, bởi vì cực kỳ dày nhá. Với mã là mã M43 giúp mình này. M43. M44 đi. M44. Có gì đây ta? Spyler. Đây ạ. Tiếp tục lại là bọn em dành cho mùa đông. Với mã là M44. Có mũ và có thể tháo rời mũ nha. Rộng vai 47, dài 71 và rộng bụng 59. Nhưng mà chỉ dưới 1m70 thôi ạ. Và dưới giúp mình 70 cân. Dưới 1m70 và dưới giúp mình 70 cân cho em này. Với mã là mã M44. Spyler ạ. Hai phối màu cực kỳ đẹp luôn nha. M45 đi ạ. M45. Chúng mình sẽ có một em đến từ Nepal tiếp này. Con xe 100. Áo gió hai lớp của Nepal. Em này thì mình nghĩ là cũng nên mặc vào mùa đông, bởi vì cái mùa này mà mặc những con này thì hơi ngốt. M45. Rộng vai 54, chiều dài 65 và rộng bụng 66, rộng bụng 60. Chiều dài em này dưới 1m65 nhá, và dưới mình 65 cân. Dưới 1m65 và dưới mình 65 cân của Nepal. Mặt sau này. Với mã là mã M45. Em này sẽ là hai khóa. Đây, bên trong này sẽ là một lớp khóa và bên ngoài là một lớp khóa của Nepal nhá. M45. Con này hai phối màu cũng cực kỳ đẹp, mặc của mùa đông nhé mọi người. Đây, phần tác của Nepal này. Tiếp theo 46. M46 ạ. M46 Nike. Em này make in China. Form size chúng ta có là form size XXL với mã M46. Hai lớp của Nike. Em này có mũ nhưng mà giấu trong cổ áo nhá. Rộng vai là 49, dài 73 và rộng bụng 59, dưới 1m75 giúp mình này. Và dưới giúp mình 75 cân. Với mã M49. Em này dưới 1m46. Dưới 1m75 và dưới 75 cân của Nike.
áo của Nike và Adidas thì chất lượng khỏi bàn thôi. Đây, tag đi kèm này. Màu 46 nha. Dưới 1m75 và dưới 75 cân này. Màu 47. Màu 47 ạ. Em này của gì đây trời? Em này của Mercedes Benz. Một em áo đến từ thương hiệu xe Mercedes. Rộng vai 50, dài 65 và rộng bụng 63. Dưới của mình của 1m65 này. Và dưới của mình 65 cân. Em này có mũ và không thể tháo rời mũ. Mọi người có thể giấu phần mũ vào trong của áo được nhá. Mercedes ạ. Với mã là mã M47 giúp mình này. Đây mọi người nhìn kỹ phần logo Mercedes này. Đến cả phần khóa kéo cũng được làm cho phần logo Mercedes nhá. Đây, tag cao su này, Mercedes này. Con này cũng rất là hay đấy. Tiếp theo, phần tag không em này có tag không? Có luôn nha. Có tác dưới cho mọi người luôn nha. Đây, mã là mã M47 nhá, M48. M48 ạ. Em này đến từ Puma, form size M này. Em này rất là form bomber của Puma. Với mã M48. Rộng vai sẽ là 48, chiều dài 67 và rộng bụng 54. Em này dưới 1m70 giúp mình nhá. Và dưới 70 cân. Em này thì cũng là một em khá là dày dặn đấy. Dưới 1m70 và dưới 70 cân này. Em này thì có mang áo số là số 10. Đây, ai thích số 10 thì mua. Em này nhưng mà số 10 phần không được nổi lắm, bởi vì nó sẽ in chìm. Đây ạ. Với mã là mã M48 Puma này. Đây, cho mọi người xem cả phần tag dưới nhá. Bo chun này. Ngon chưa? Tag dưới. Đâu rồi? Đây. Mình lại tưởng không có tắc dưới thì chết. Mã check nha. Tiếp 49. M49 ạ. Fila mọi người ơi. Mấy em đến từ Fila, form size 100 với mã M49 này. Em này thì sẽ ra áo gió một lớp của nhà Fila. Một lớp khá là... Ôi, em này là em áo di lê. Rộng vai 41, dài 72 và rộng 52. Dưới 1m70 nhá, và dưới 70 cân. Dưới 1m70 ạ, và dưới 70 cân giúp mình này. Mặt sau này. M49 ạ. Fila. Đây, tag của Fila đây mọi người. M50. M50, mã cuối cùng của clip ngày hôm nay. Dicky. Với mã M50, form size S này mọi người. Make in Việt Nam nhá. Dicky. Em này chỉ là áo gió hai lớp của Dicky. Nhưng mà em này thì không cần phải vào mùa đông để mặc đâu. Bởi vì là hai lớp nhưng mà vừa phải, nó không quá dày nhá. Với mã M50. Rộng vai 48, dài 68 và rộng bụng 52. Dưới 1m70 giúp mình này. Và dưới 70 cân. Em này thì màu sắc cũng khá là nổi bật đấy. Dưới 1m70 và dưới 70 cân cho em Dicky để giúp mình nhá. Mặt này, cho mọi người xem phần tay áo này. Rất là mới luôn. Tag của Dicky này. Rồi, đây. Tag của Dicky đây nha. Về Dicky thì mọi người yên tâm. Đây ạ. Với mã M50 nhá. Và mã M50 cũng là mã cuối cùng để kết thúc video ngày hôm nay rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Xin chào.